sáng thứ tư, trời hôm nay đẹp và có nắng trên bầu trời. Còn hai ngày nữa là tới Giáng sinh rồi đó. Nhưng mà năm nay không, thời tiết và cái bệnh Covid này vẫn làm mọi người còn lo sợ, nên Christmas năm nay sẽ không vui như mọi năm. Mặc dù vậy, mọi người cũng phải mua đồ, phải đi shopping để tặng bạn bè, bà con, thân thuộc. Ngay cả nhà cửa cũng phải dọn dẹp sạch sẽ. Những người có đạo, không đạo cũng gắn đèn, cây thông bên trang trí cây thông, cây Noel để cho có một chút Giáng sinh cho cả gia đình thêm ấm cúng mà thôi. Ở New South Wales bây giờ thì Covid đã tái phát lần thứ hai rồi, nên mọi người ở trong cái tình trạng vẫn còn lo sợ, phải cẩn thận nha. Thì mùa Giáng sinh năm nay như mình đã nói rất là không được vui lắm. Sẵn dịp mình cũng chúc mọi người có một mùa Giáng sinh, một năm ấm và khỏe mạnh, an toàn, cố gắng mà vui vẻ hơn bên cạnh gia đình, bạn bè và những người thân của mình nha. Cầu chúc cho mọi người luôn bình an, khỏe mạnh là trên hết. Có nắng thì cây xanh vẫn tươi tốt. Thôi mình xin chào nha, đây là những cái lời chúc chúc